Xin chào các bác đến với kênh Như Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu các bác một dòng xe Nhật bãi, nội địa của Nhật luôn, mang thương hiệu Z-Way City, thương hiệu nội địa của dòng Nhật bãi. Vâng, xe có màu xanh, xanh kiểu long nhá, xanh sẫm. Z-Phi Z-Way City, xe dòng touring đường phố. Nước sơn xe bánh tổng thể vẫn còn khá là đẹp, trên 80%. Xe vẫn còn bụi, em chưa thể lau chùi được. Đây bác nhìn thấy bụi em lau này. Đấy, bụi xe em chưa thời gian lau chùi gì cả. Cái thương hiệu Z-Way này là khá là nổi tiếng rồi bên thị trường Nhật. Nó ngang hàng với những cái dòng xe bên Shiton. Các bác đi lộn xe đạp Nhật thì các bác không còn gì xa lạ với những thương hiệu này rồi. Đây tiếng chữ Nhật đây, Z-Phi Z-Way City. Đây có chiếc chuồn khá là lạ mắt đây, ở cổ xe, nguyên bản theo xe, đi đông và càng chính hãng theo xe nguyên bản luôn. Có cái tay lắm da nữa, nguyên bản theo xe. Đây các bác nhìn rõ ấy. Đây những cái lỗ li ti này là thật hút mồ hôi này. Lơi cũ một chút thôi nhưng mà sử dụng vẫn còn tốt như bản của xe các bác nhé. Xe được trang bị với Shimano 8 tầng lip, 3 đĩa. Đây, ghi đông và trước xe vẫn còn rất là đẹp. Thương hiệu Z-Way đây, bác nhìn rõ đấy. Thị trường Z-Way này là chuyên dành cho thị trường nội địa Nhật, thương hiệu Nhật luôn. Màu xanh sẫm. Tất cả là xe này làm từ hợp kim nhôm. Đây bánh đây. Bánh bác nhìn rất còn lạ nhá. Bánh dòng tua đinh. Màu này là màu vàng, hơi vàng vàng. Đi trên đường phố rất là nổi. Căm được chủ cũ lưng lên là căm inox. Vành nhôm Mayo chính hãng Malaysia. Đây các bác nhìn đây, Mayo nhôm của Malai. Phanh V Shimano. Đây các bác nhìn đây, xe được làm từ hợp kim nhôm 6001. Các bác biết là giống một hợp kim nhôm siêu nhẹ, sản xuất những cái dòng xe đạp cao cấp rồi. Đây là xe Stylist của hãng xe bên thị trường Nhật. Xe có thông số là size 42, size S, tích hợp cho bác cao từ 1m6 đến 1m7. Đây là tem xe Nhật đây bác này. Cốt yên thì là chủ cũ được nâng cấp lên dòng cốt yên của Louis Canner, cũng là dòng xe Nhật bãi. Yên vẫn còn rất là mới. Phanh V Shimano. Những cái vết bụi xe này em chưa thời gian lau chùi đâu. Các bác về có thể lau chùi thôi giúp em. Z-Way. Củ đề Shimano Alivio 8 tầng lip, 3 đĩa. Gạt đĩa của Shimano. Bùi đĩa nhôm Shimano. Pedal là pedal nhựa các bác nhé, đạp rất là nhẹ. Sáng chậu. À, bên này thì bên chân trống theo chính hãng của xe, chân trống nhôm của thị trường Nhật, có lò xo các bác nhé, rất là lạ. Đi theo xe nguyên bản luôn. Vâng. Mà vâng, em vừa chứng kiến của một chiếc xe hiệu Z-Way thị trường nội địa của Nhật, Nhật bãi. Thương hiệu rất là tên tuổi, sánh ngang cái dòng Vezito của bên Nhật. Xe đánh giá là trên 85%. Vâng, xe bên Nhật có giá là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác có thể lên kênh YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh. Vâng, hẹn bác vào chương ngày mai.